Xin chào tất cả mọi người, mình là Quỳnh Diệp. Bình thường Diệp hay phải đi chụp và đi quay thường xuyên, cho nên là cái thời gian mà mình make up gần như là cả ngày. Thế là mọi người thường hỏi Diệp là cái bí quyết của Diệp là gì mà lại có một làn da không mụn và trắng sáng như thế. Thì hôm nay mình làm clip này để chia sẻ cho mọi người cái bí quyết chăm sóc da của mình. Bí quyết chăm sóc da của mình không gì khác đấy chính là An Dược Sơn. Đây, mình sẽ cho mọi người xem, đây chính là serum An Dược Sơn nhé mọi người. Còn về công dụng của An Dược Sơn ấy, thì nó hầu như điều trị tất cả mọi cái vấn đề về da như thâm mụn này, nám này, tàn nhang và đặc biệt là xéo rỗ và lỗ chân lông to. Còn cách dùng của nó lại cực kỳ đơn giản, tức là mỗi tối khi mà mình vệ sinh da mặt sạch sẽ, mình sẽ lấy một lượng serum An Dược Sơn vừa phải, thì mình sẽ xoa đều lên da và massage trong vòng vài phút để cho nó thẩm thấu ở bên trong da. Còn đi kèm với serum An Dược Sơn thì mình còn dùng thêm một sản phẩm nữa mà mình cực kỳ ưng ý, đấy chính là bột thảo dược An Dược Sơn. Đây, mình sẽ cho mọi người nhìn kỹ một tí. Đây là bột thảo dược An Dược Sơn ấy, thì mình dùng thay sữa mặt của mình hàng ngày ấy. Tức là trước khi mà mình dùng serum ấy thì mình lấy một lượng bột vừa phải, mình sẽ làm ướt da, sau đấy mình sẽ thoa bột lên và rửa mặt lại bằng nước lạnh. Thế mình sẽ dùng serum này. Cái hiệu quả khi mà các bạn kết hợp giữa serum và bột rửa mặt sẽ tăng hiệu quả gấp 2, gấp 3 lần so với việc mà các bạn chỉ dùng mỗi serum nhé. Đấy, còn hiện tại thì là An Dược Sơn có một chương trình khuyến mãi cực kỳ là tốt. Đấy là khi là các bạn mua một hộp bột rửa mặt này kết hợp với một lọ serum An Dược Sơn thì các bạn sẽ khuyến mãi 50.000. Còn khi mà các bạn mua hai lọ serum An Dược Sơn như thế này thì sẽ được tặng nguyên một lọ bột rửa mặt ấy. Nói chung là các bạn cứ an tâm về An Dược Sơn ấy, bởi vì là bản thân mình đã dùng và trải nghiệm thì mình thấy rất là ok. Sau một thời gian mà mình dùng ấy, bây giờ các bạn có thể thấy là da mình rất là trắng sáng, không hề có mụn mà cái nhờn nó cũng giảm đi rất là nhiều. Ai mà có thắc mắc gì thì có thể để số điện thoại và comment xuống dưới cái clip này cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.